Lợn màu ma thuật biến ra trăm màu. Để cho năm mới chúng ta sẽ thi vẽ con rồng nha. Hả? Màu nước của mình mất hết, chỉ còn 3 màu này thôi. Thế thì chỉ tô được một bức tranh trắng òm thôi. Phải có một thằng 3 ly màu như tớ với đầy đủ sắc màu như thế này thì mới tô được một con rồng rực rỡ chứ. Nhỏ nhưng có võ. Đây là những lợn màu ma thuật có thể tạo được hàng trăm màu chỉ từ 3 màu này đấy. Không tin. Thế cậu có màu tím không? 3 màu đỏ với màu xanh dương, ta có màu tím. Thế có màu cam không? 3 màu đỏ với màu vàng, ta có màu cam. Thế có xanh lá? 3 màu vàng với màu xanh dương, ta có màu xanh lá. Thế 3 ly màu của cậu có màu xanh ngọc không? Không có. 3 màu xanh lá với màu xanh dương, ta có màu xanh ngọc. Wow. Và đây là con rồng năm 2024 của Lizzy. Đáng tuần, lạc quan, mạnh mẽ và học hỏi được tất cả mọi người. Vậy đâu các bạn, màu đỏ chọn với màu xanh ra màu gì? Hãy comment xuống.